Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự. Công việc của tôi là huấn luyện đội ngũ bán hàng cho các doanh nghiệp. Và trong quá trình làm huấn luyện đào tạo, tôi phát hiện ra rằng rất nhiều người đang làm nghề bán hàng gặp vấn đề trong việc tiếp xúc khách hàng trực tiếp. Đó là lý do vì sao tôi lại viết nên cuốn sách mang tên là 30 giây tán đổ khách hàng. Thì đây là một cuốn ebook, tức là bạn hoàn toàn có thể đọc nó ở trên điện thoại, trên smartphone, trên máy tính, bất kỳ một thiết bị điện tử nào, bạn hoàn toàn có thể đọc nó. Và cái cuốn sách này thì tôi viết cách đây 1 năm rồi. Và trong 1 năm qua đã có hơn 10.000 người nhận nó. Và họ đang cứ cảm ơn tôi. Bởi vì nội dung của nó quá tuyệt vời. Chỉ 30 giây thôi, bạn hoàn toàn có thể tạo thiện cảm với người đối diện. Chỉ 30 giây thôi, bạn sẽ biết được rằng người đó có phải khách hàng tiềm năng của mình hay không. Thậm chí chỉ 30 giây thôi, bạn sẽ tạo được cái ấn tượng trước hàng nghìn người. Tôi nói là trước hàng nghìn người. Và để nhận được cái cuốn ebook 30 giây tán đổ khách hàng này miễn phí và nhận những video tiếp theo tuyệt vời của tôi thì bạn chỉ cần làm hai thao tác sau đây, thôi. Thao tác thứ nhất là đăng ký vào kênh YouTube. Có nút đăng ký vào kênh YouTube ở trên màn hình này hoặc là phía dưới có đường link đăng ký vào kênh YouTube. Khi bạn đăng ký vào đó thì bạn sẽ là người sớm nhất nhận những video quà tặng tiếp theo của tôi, thậm chí là những video tư vấn chuyên sâu về mặt bán hàng của tôi. Và tiếp theo là bạn click vào cái đường link gia nhập group, gia nhập nhóm Facebook nhé. Đây là một nhóm Facebook, trong đó không chỉ có cái ebook này tôi đã đăng trong đó rồi. Không chỉ có cuốn ebook này mà còn có rất nhiều ebook và các tài liệu khác nữa liên quan đến bán hàng và phát triển bản thân. Và tất cả nó hầu như được tặng miễn phí ở trong này. Bạn chỉ cần làm hai thao tác thôi: đăng ký kênh YouTube và gia nhập nhóm Facebook của tôi, bạn sẽ có tất cả. Ok, hẹn gặp lại bạn.